cập nhật tình hình và những tin tức liên quan tới dịch COVID-19 trên thế giới. Tính tới đầu giờ chiều thứ Năm, hơn 233,4 triệu ca COVID-19 đã được báo cáo trên khắp thế giới. Theo số liệu của trường đại học John Hopkins, số người chết trên toàn cầu được báo cáo đã lên tới hơn 4,7 triệu người. Tại châu Mỹ, Tổ chức Y tế Liên Mỹ hôm thứ Tư cho biết, họ đang đàm phán với các nhà sản xuất phát xin để mua mũi tiêm bổ sung cho các quốc gia thành viên. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Y tế Singapore đã báo cáo 2.478 ca mới vào hôm thứ Năm, cao nhất kể từ đầu đại dịch. Tại châu Âu, số ca nhiễm mới hàng ngày ở Ukraine đã tăng lên gần 12.000 ca trong vòng 24 giờ lần đầu tiên kể từ tháng 4, theo dữ liệu báo cáo từ Bộ Y tế của Ukraine. Theo một nghị định của chính phủ Pháp, từ ngày 4 tháng 10, học sinh sẽ không còn phải đeo khẩu trang bảo hộ ở các trường tiểu học của Pháp ở những khu vực có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp tại châu Phi, các quan chức y tế Nam Phi nơi chứng kiến nhiều ca bệnh và tử vong nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên lục địa này, đang lên kế hoạch cho một đợt tiêm chủng đại trà trong những ngày tới. Chính phủ cho biết các trung tâm phát sinh và các điểm tiêm chủng mở rộng sẽ mở cửa vào hôm thứ Sáu và thứ Bảy khi các quan chức y tế làm việc để tăng số lượng người được tiêm vắc xin COVID-19. Nhà máy oxy công cộng đầu tiên của Somalia khai trương hôm thứ Năm một tia hy vọng cho một quốc gia nơi mà một phương pháp điều trị cứu người đối với coronavirus hầu như không có sẵn cho các bệnh nhân trong đại dịch. Tại Trung Đông, Jordan đã mở hoàn toàn cửa khẩu chính với Syria vào thứ Tư nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn của cả hai nước. Giao lộ Jaber đã mở cửa trở lại vào năm 2018 sau khi chính phủ Syria xua đuổi quân đội dậy khỏi miền Nam nhưng đại dịch đã dẫn tới các biện pháp được áp dụng để hạn chế sự lây nhiễm